Làm sao mà con không có bồ được thầy? Nữ không bị bám nghiệp mà nữ bị dòng thế. Đã dặn là giao đồ đi hết đi rồi rồi về lấy nữa thì lanh tài lẹt riết rồi quen thôi. Thì con nói làm tới. Trời, mấy đứa này đổi sếp không thông báo vậy chưa? Sao em gái? Em không phải shipper, em dọn vô đây ở. Cái gì? Chị Viên, chị Thoa, anh Tài, em xin lỗi em đi không nói trước. Em phải về quê lấy chồng, em sẽ đọc với mẹ. Anh chị yên tâm, không có buồn. Nín đi, mày nín đi. Mày đọc cái kiểu gì vậy? Trời đất cơ, đọc cũng không ra hồn nữa. Mày gọi voi hả? Mày lên rừng hả? Mày gọi nắng gọi gió những cơn mưa rào hả? Rừng thông đều mây, băng quân vẫy tay chào. Một lần nữa tao tán liền. Nín, nghe tao đọc nè. Anh chị yên tâm, em không có buồn. Với anh chị cũng đừng có buồn. Em biết em đi sẽ gây ra một cái sự trống trải và thiếu thốn, nên em đã gửi em gái của em lên ở cùng. Trước là để cho anh chị cô đơn tuổi già mất dạy, sau là để đỡ tốn tiền nhà cho anh chị. Anh chị giữ sức khỏe, đẻ xong em sẽ lên thăm anh chị và rom chút quýt lớn. Trời ơi, dạy ghê chưa, nó có bầu luôn rồi chị. Đã quá ồ, sao nó hay vậy ta? Hay không? Thấy không? Tao cho lên đường. Táo ngọt ta. Thiệt tình đủ thứ chuyện hết trơn á. Mày á, thằng Tài với mày á, mày mập quá, mày tràn mỡ, mày nằm mày lấn nó nên bây giờ nó giận đi đó. Cái gì vậy trời? Cái gì mà vậy cũng để thừa nữa. Làm như tôi lấn nó có bầu vậy. Tào lao. Nè em gái. Nè em gái. Bây giờ em ở đây luôn đúng không? Mày đang lùi nè. Nhức đầu á. Ê bà, từ lúc đi coi bói tới giờ giống như bị ma nhập. Mày nói là lo tán mặt mày liền. Hung dữ như chó vậy. Mà bà có thấy cái gì lạ không? Đó, bà nhìn đi. Con Nguyên nó chăm sóc con Thoa không một lời oán trách. Tôi nghi lắm nè. Con này nó chơi môi lén nè. Không có. Em thấy chị Thoa nằm có mình là không ai chơi. Cho nên em vô em chăm chị đỡ buồn đó. Cái này là thiếu hơi trai. Chứ không có gì hết trơn á. Làm như nhà không có trai. Em gái của chị em bệnh hả? Em bệnh hả? Gió giật em hả em? Gió... Chị! Em không biết sống trên đời này nữa chị? Chắc em é hết cái cuộc đời này luôn á chị! Em gái, em nói như là em tán thẳng vô mặt chị luôn em. Nó tán bà đó. Trời! Chị Hoa nói là chị bị dông theo. Ám chị không cho chị có người yêu. Chị tuyệt vọng lắm chị ơi! Sao? Người nói thì sao? Bị dông theo à? Dông đẹp trai không? Giới thiệu cho tao đi. Dông, người ta cũng biết ngắn mở nha. Mày bớt lại. Trời, con này như ma cà tưng á ta. Mày bớt lo lại nha. Hết gia đình. Bệnh. Hết gia đình. Thầy ơi, thầy coi giùm con chứ. Sao mà con không có bạn trai vậy thầy? Coi giùm con. Được rồi, để tao coi. Lấy ba la. Dạ không thầy, con đi coi bố ba, con không biết, ba không có la thầy. Lấy bà la. Ba la. Nói tụi ba la chứ. Đây thầy. Lật lên. Lật lên hả thầy? Đây. Hóa rồi. Quá lớn rồi nữ. Nữ sẽ không bao giờ có bồ được. Không thầy, thầy nói làm sao chứ. Con là con cũng hay làm chuyện ác thiệt. Nhưng mà không có tới mức mà tạo nghiệp gì đâu thầy. Thầy phải nói sao chứ. Làm sao mà con không có bồ được thầy? Nữ không bị bám nghiệp mà nữ bị dông theo. Dông theo hả thầy? Thiệt không thầy? Trời ơi, thầy nói thiệt không thầy?
giống theo được. Trời ơi, thì nói thiệt đi này ơi. Chứ tao rảnh quá tao ngồi đây tao coi cho mày. Sáng sớm tao chưa đánh răng rửa mặt tao ngồi đây tao coi cho mày hả? Bây giờ xong chưa? Trả tiền đi về. Tao cho người khác vô nữa. Quên em tiền. Trời, sáng sớm gặp con bánh bèo là thấy xui xẻo rồi đó. Con gái à, đường tình duyên hay đường tình ưa tình gì của con cũng rất là sáng lạng. Lá bài này cho thấy từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của con tuy hai mà một, tuy một mà hai, xung quanh con luôn có những người bạn đồng hành, luôn giúp đỡ con từng miếng ăn giấc ngủ, và không bao giờ bỏ con cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này. Cô ơi, cô, người đó là ai vậy cô? Tên gì, nhà ở đâu, địa chỉ, đồ, tên gì cô? Hả? Dông. Là tên Phong hả cô? Là Dông theo đó cô. Ê Thoa, coi đâu chỉ anh coi coi. Anh là anh coi bà thầy bói kìa. Bà coi cái mặt anh chừng nào tiệp cho filler, ăn filler cho đẹp tự nhiên như chưa từng rửa. Ủa mà chị có đi coi á, chị có hỏi cho người trong nhà mình không? Hay là chị hỏi cho mình chị? Sao chị ích kỷ quá vậy? Hai cái đứa này nha, tao tán vô mặt liền. Mê bói toán. Đời thật kia còn chưa lo nữa mê bói toán. Ai vậy? Ai vậy? Alo. Dạ, dạ em nghe nè chị. Dạ em đang bị bệnh. Em mấy nay em bệnh quá đó cho nên là em không có viết kịch bản cho chị được. Dạ, em đang bệnh dữ lắm. Không, em nói thiệt, em bệnh thiệt. Trời em bệnh thiệt, chị tin em đi. Chị không, chị không tin. Bây giờ nha, bây giờ chị không tin đúng không? Em đưa cái điện thoại cho má em liền. Bây giờ má em có nghe điện thoại là chị nói liền. Má nghe điện thoại. Alo, alo con hả? Cô, má ăn Tho. Ờ, rồi dạo này nó bệnh dữ lắm con. Nó bệnh lắm, gió nó giật méo cái miệng. Trời, con mắt. Trời, nó bây giờ nó giống như nó bị liệt vậy. Con lết không, không đi nổi luôn, lết không. Ừ, tậu lắm con. Bây giờ nó ngu si, nó không biết cái gì luôn. Cái đầu nó giống như là tậu lắm. Hả, chưa viết bài hả? Để cô mai cô ráng cô chữa bệnh cho nó xong cô bắt nó lại viết bài cho con liền nha. Thiệt nhỏ này bệnh dữ lắm con. Cảm ơn con nha. Bye bye. Mày thấy chưa, công việc lúc nào mày cũng không lo, mày lo mày mê bói toán này kia, lo hành chị hành em. Mày liều hồn với tao á. Tình không có không sao, tiền không có mới chết. Tình không có không sao, tiền không có mới chết. Tao vậy hoài mà không bao giờ nghe tụi bay á. Trời ơi, chị Liên hay quá à. Nói chuyện giống như bán hàng đa cấp vậy. Nè 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 nè, em gái, em gái. Xuống đây. Thôi đứng dậy luôn, đứng dậy luôn. Đi vô trong luôn, đi ngủ luôn. Trời đất ơi, nó lạc y chang như con chị nó vậy đó. Nhưng mà em có dông theo thiệt mà. Dông nào? Dông nào theo mày? Mày chỉ tao coi coi. Dông mà nó có theo mày á thì nó cũng theo hết cái gia môn ăn nghiệt này rồi. Mày á, mày là cái dông mà lớn nhất của mày đó. Mày hả, mày lo mày tự đi cúng hả? Mày trừ cái thói mà hả mê tín của mày đi. Trời đất cơ. Nè cái dông này nè. Trời đất ơi, chưa đi ngủ nữa. Thôi được rồi, để đó tôi cúng giải dông cho. Tì dông cứ đi đi hay cứ xa tha và đừng đến nữa. Đi 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 đi. Ý thầy nhắn tin. Trời ơi, giống như là nó chưa từng có chuyện buồn bị dông theo vậy đó bà. Tin nhắn cái là nó mất trí luôn à. Con em, mày nghiệp như mày nha. Đừng tin bói toán, nếu muốn có tình yêu, hãy tin vào chính mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.